Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bụi và anh Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Sòi Sim Mới, nằm ngay tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Và phía sau lưng Phong đây là một vị sư tu tại chùa. Sư xin phép không biết là sư tên gì ạ? Sư tên Kim Minh Chí. Kim Minh Chí. Và hôm nay thì sư chia sẻ về bộ y của nhà Phật như thế nào. Thì theo Phong được biết là mỗi các vị sư ở đây thì khoảng 2 bộ đồ như thế này thôi. Mặc dù chút nữa đây thì các Phật tử sẽ cúng dường, thậm chí là cúng dường những cái bộ y, nhưng mà các sư sẽ không may thêm. Và khi nào mà cái bộ y này, tức là bộ phục màu áo nhà Phật á, bị hư hoặc bị rách thì mới thay cái bộ thứ ba. Thì gần như là mỗi vị sư đều chỉ có 2 bộ duy nhất vậy thôi, đúng không sư? Dạ. Cái này là khi mà mặc đồ vào á, thì theo cái khái niệm của nhà Phật được gọi là đắp y. Và con được biết là đắp y thì có rất là nhiều kiểu, ví dụ ở trong chùa như thế nào, ra ngoài đường như thế nào. Thì nhân tiện đây thì cái duyên với sư, thì sư có thể chia sẻ cho mọi người được rõ được không ạ? Dạ. Nếu trong chùa thì mình đắp y là một cánh tay ra, quay ra đấy. Dạ. Đây là dạng đắp y khi mà chúng ta ở trong chùa, cô bác anh chị. Tức là thời điểm này là trong chùa này việc sinh hoạt nó thoải mái hơn, thì mình sẽ để lộ ra những cái phần nào khi mà đắp y ạ? Phần quai thôi. Thấy thì chỗ này thì mình cất vô cũng được. Dạ. Còn khi mà mình đi khất thực hoặc là đi ra ngồi khỏi khuôn viên chùa thì sao ạ? Khất thực đi ra ngoài thì mình luôn không thấy bất hợp luôn. Cái sư làm thử. Nó khác biệt anh Hồ thấy không? Chị cái nghĩa là che mất đi cái phần vai đi. Cái bộ y này thì theo phỏng đoán anh em mình á là tầm khoảng 2 mét vuông á, hơn 2 mét. Cỡ 2 mét. Ôi, rất là kỳ công. Mấy sư mới tu thực thì cũng khó lắm á. Mình thấy nó giống như một cái màn ha, che lại. Phải vũ ở trong để có thể cuộn lại á. Cuộn nó thành những cái nếp. Mà mình xin chia sẻ thêm với mọi người á, là các vị sư Nam Tông thì dù người Phật tử cho thêm những cái bộ y mới nhưng mà các vị sư sẽ không mặc. Đến khi nào cái bộ y này bị rách nát đi, mấy sư cũng cất vào đó chứ không được mặc. Rách nát thì các sư cũng phải cất luôn. Có nghĩa là không có bỏ được cái y đó đúng không sư? Cũng làm mấy đi, nếu như làm trong phòng cũng được. Cái cảm giác của con khi mà thấy cái bộ y khi mà ra ngoài đường á, giống như là cái chỗ này là mình bác đúng không? Dạ. Và cái này là mình che lại. Dạ. Khi mà cái ý nghĩa cái việc mà để mình bác ở phía trước này là nó như thế nào ạ? Mình báo hiếu cho cha mẹ. Giống như cái bầu thai. Cái bầu, dạ, đúng rồi, cái bầu của mẹ đó. Và ở chùa, trong chùa và ngoài chùa thì hai kiểu đắp y như vậy, thì còn các kiểu nào cho các sư khi mà sinh hoạt hàng ngày không ạ? Dạ, hết rồi. Nếu theo phía mà Hinayan á, là người ta lum chỗ này nè, và cũng ngang quai ra. Nếu bình thường á, nếu thai bên thai cũng làm giống như đó, bên An Giang cũng làm. Ở đây thì không có chỗ đó. Khi mà mình đắp y như này, mình đi sinh hoạt có cảm giác nó thì bất tiện khi mà ra ngoài đường không? Dạ, nếu lâu thì mình cũng quen rồi, quen dần. Ví dụ như cả ngày trời đi mình đi khất thực cực kỳ nóng. Dạ đúng rồi. Thì các sư đổ mồ hôi. Vậy thì các sư làm sao để nó thoải mái hơn một xíu? Dạ, không có thoải mái đâu. Phải chấp nhận luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Đi vậy luôn. Nhưng mà khi mà đắp y như thế này thì cái bước chân của sư đi á, nó sẽ bị vướng víu đúng không? Nó bước chân ở dưới tà nó ta. Mình cũng lấy lên vậy nè, cho tiện đi lại. Nếu mình để xuống thì khó đi đó. Nó dính. Thì dưới kia cũng có mấy sư đang đắp y kìa. Sẵn đây thì sư có thể chia sẻ cái việc mà các sư đi khất thực thì cái bước chân của các sư khi mà đi khất thực thì như thế nào hả sư? Sư đi khất thực bên ngoài thì đi bước chân cũng giống bình thường, giống người, nhưng mà không được đi nhanh và chạy, đi bình thường, cầm bát và đi khất thực theo nhà gì xong, không được chạy, không được nhảy gì hết.
chậm từ tốn. Dạ đúng rồi. À, còn ở phía sau lưng của sư đây được gọi là cái chòi lá, nơi sinh hoạt của các sư. Trong tiếng Khmer được gọi là gì đấy sư ạ? Tớp. Đây là cái tớp nha mọi người, và là nơi sinh hoạt nè. Và mọi người có thể thấy là sự tối giản đến mức có điều mà mình thấy là các vị sư á, thì gần như là mỗi bữa cơm dùng trưa thì đều mang một cái chén như này nè. Dạ. Đây giống như là một cái vật mà gắn liền với nhà sư vậy á. Bình bát khi đi khất thực mình cũng được mang theo này không mà. Dạ không, mình cầm bát thôi. Bát thôi. Lên tới chùa thì mình cầm cái này lên. Dạ. Ví dụ như sư đi học hay đi chỗ khác, đi học hay là đi công việc á, thì có mang theo những cái vật dụng như thế này không? Đi học ở ngoài thì mình đem chén đem gì cũng được, nếu đi việc gì thì không cần cũng được. Tại vì người ta cũng đem cho mình. Dạ. Vậy là bình thường thì sư đi học hay là sư đi đâu xa thì trên người sư là ngồi ra bộ y này thì thêm một bộ y nữa. Thì còn những cái vật dụng gì mình được phép cất trong người không? Vật dụng thì còn có bàn chải gì này nọ, dép gì cũng xài, khăn với cái cạo râu, cạo tóc thì có. Bây giờ thì hình như là gần đến giờ của các sư nên làm lễ rồi, cho nên là chắc lẽ mình sẽ đi một vòng cho cô bác anh chị xem các sư khác đắp y ha. Con cảm ơn sư nhiều ạ. Sư nhiều ạ. Ở đây là các sư làm đắp y là cái trang phục kiểu như là đi ra làm lễ hoặc là đi ra khất thực á. Và đây là sư này nhỏ nhỏ nè mọi người, sư vẫn đang đắp y đó. Ở đây thì có các sư thì tu chỉ ở trong chùa khoảng 2 tháng thôi, nhưng mà cái việc đắp y á nó rất là hay luôn. Cho mọi người á là có hai dạng đắp y nha. Một dạng thì khi mà ở trong chùa á thì nóng quá, khi là lao động nhiều thì các sư thậm chí chỉ bằng một cái áo lót này thôi, hoặc là đắp y ngang và chừa cái phần vai này ra. Tuy nhiên thì bây giờ chuẩn bị làm lễ, cho nên là mọi người thấy ở phía sau lưng Phong đây thì các vị sư đã phải quấn cái dạng đắp y khắc thực, làm sao mà khi mà hai tay luồn vào á thì giống như đang ôm cái bình bát ở phía trước nha, cho nó kín đáo nhất nha. Dạ. Mà quá trình đắp y dạng khất thực thì phải tay phải đưa lên trên cao để quấn lại thành tạo thành một cái nếp. Một cái y gì như thế này cũng khá là đắt tiền mọi người. Và việc mà cắt y như thế này á đều là do các Phật tử cúng dường. Và mỗi một y là sử dụng chỉ có mỗi một sư là chỉ sử dụng có 2 cái bộ y thôi. Và bây giờ mời mọi người qua bên đây ha. Vị sư mới có 11 tuổi thôi à, và được các Phật tử ở đây gửi con vào trong chùa để đi tu. Đối với tín ngưỡng của người Phật giáo Nam Tông thì khi mà người thanh niên lớn lên thì phải đi tu. Tu đó là tu vừa báo hiếu cha mẹ mà tu vừa cảm nhận được cái sự nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Và đặc biệt là những người phụ nữ khi mà muốn quen ai đó thì điều đầu tiên họ sẽ hỏi là người đã đi tu chưa và tu bao lâu. Bên kia thì các sư cũng đang cố gắng đắp y để kịp cái thời gian làm lễ. Sáng nay là ngày mùng 1 Tết, Tết cho năm Khmer, Tết của người Khmer. Chắc có thể là mọi người thấy một điều khá là lạ khi mà có một cái tốp như thế này, có nghĩa là có một cái chòi như thế này, nhưng mà các sư thì lại không đắp y ở trong chòi, mà các sư phải ra ở ngoài trời và đắp y ngoài ở ngoài như thế này nè mọi người. Thì cái việc mà đắp y của các sư á phải rất là khéo léo và tỉ mỉ, tại vì cái y á nó giống như là một miếng vải hình chữ nhật, và việc mà đắp không khéo thì nó sẽ rớt xuống. Nãy giờ mọi người thấy đắp y xong rồi hai bàn tay phải luôn như thế này nè. Tay lúc nào cũng phải khậm ra như vậy, giống như đang ôm cái bình bát vậy đó. Giờ bây giờ thì anh Hồ quay cho mọi người xem cái cảnh sư ôm bình bát đi. Đây mọi người, qua đây ha. Đây là các sư nhỏ nè. Các sư này gọi là các sư tu báo hiếu, tu theo sa di á mọi người.
Hai sư thì tu được ở đây được bao lâu rồi? Mới tu à? Mới tu à? Mấy tháng rồi? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng rồi. Sư này thì vừa tu vừa đi học luôn á mọi người. Đây là cái bát. À, khoảng vài phút nữa thôi thì sẽ tiến hành cái lễ gọi là lễ dân bát. Dân bát, đặt bát. À, đặt bát thì chút nữa thì mọi người sẽ thấy được cái khung, cái hình ảnh đó là Phật tử sẽ mang những cái vật phẩm như là tiền nè, hoặc là gạo nè, thực phẩm nè, để vào trong cái bình bát này. Và các sư đang vào chánh điện để thực hiện cái cầu niệm Phật, mà sau đó thì ra ngồi sân để dân bát. Mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cái hành trình mấy anh em nha. Đây nè, và mọi người có thể thấy là mỗi một sư như thế sau khi mình đắp y xong á thì quải một cái tay nải và một cái bát. Thì khi mà Phật tử ngày hôm nay á, tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 1 của Tết trôi năm nay đó, thì các sư sẽ được các Phật tử cúng dường gồm có thực phẩm với lại tiền hả sư ha, thực phẩm và tiền, nên mỗi sư đều có một cái bát và một cái tay nải như thế này. Mọi người thấy khung cảnh rất là thanh bình ha. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là anh em sẽ kết thúc video tại đây. Thì sau đây thì sẽ là một cái video clip về một cái lễ đặt bát vào ngày mùng 1 Tết tại chùa Sồi Sim mới nha mọi người.